Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Ngay sau đây là những thông tin về thể thao phong trào trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, phong trào nhảy khiêu vũ trên địa bàn thành phố Hưng Yên phát triển rất sôi nổi. Thành phố hiện có 5 câu lạc bộ là câu lạc bộ Dance Sport Quảng Trường, câu lạc bộ khiêu vũ An Đông, câu lạc bộ khiêu vũ Bạch Dương, câu lạc bộ hưu trí Bãi Sậy và câu lạc bộ ca vũ nhạc Hoa Dương. Thành viên cao tuổi nhất của các câu lạc bộ là 75 tuổi, nhỏ nhất là các cháu thiếu nhi. Để thúc đẩy phong trào phát triển, các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu vào các dịp lễ Tết như chương trình đêm gala khiêu vũ các câu lạc bộ khiêu vũ thành phố Hưng Yên dịp Giáng sinh. Việc phát triển các câu lạc bộ khiêu vũ tạo thêm sân chơi hiện đại, lành mạnh, bổ ích cho người dân thành phố, đặc biệt là người cao tuổi. Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, năm 2016, trường Trung học cơ sở Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã thành lập câu lạc bộ bóng đá. Bên cạnh việc tập luyện thường xuyên tại sân bóng của trường, các thành viên trong câu lạc bộ còn được tham gia một số lớp đào tạo bóng đá. Đặc biệt, hàng năm nhà trường đều tổ chức giải bóng đá cấp trường, tạo điều kiện cho tất cả học sinh có niềm đam mê với môn thể thao vua có cơ hội giao lưu cọ sát, và qua giải đấu này, nhà trường sẽ tìm ra những cầu thủ có tiềm năng để tham gia tuyển chọn đội bóng đá của thị xã Mỹ Hào. Câu lạc bộ bóng bàn Xã Trưng Trắc thành lập từ năm 2000 là một trong những câu lạc bộ thể thao quần chúng thành lập sớm nhất trên địa bàn huyện Văn Lâm. 20 năm qua, câu lạc bộ là nơi kết nối niềm đam mê bóng bàn của người dân Xã Trưng Trắc. Câu lạc bộ hiện có 25 thành viên, đa số là người trung tuổi, công chức về hưu, thường xuyên tập luyện tại nhà văn hóa thôn Trai Túc vào mỗi buổi chiều hàng ngày. Sinh hoạt trong câu lạc bộ bóng bàn giúp các thành viên được rèn luyện sức khỏe theo đúng sở thích, có thêm niềm vui trong cuộc sống, đồng thời có sân chơi giao lưu thể thao bổ ích. Câu lạc bộ bóng bàn Xã Trưng Trắc đã góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng tại địa phương. Còn tại xã Vũ Sáo, huyện Kim Động, câu lạc bộ bóng bàn có gần 20 thành viên tham gia với độ tuổi từ 30 đến 70, hầu hết là người lao động, công chức đã nghỉ hưu. Cứ đều đoạn hàng ngày từ 17 giờ cho đến 19 giờ, các thành viên lại có mặt tại nhà tập luyện thể thao của xã để nâng cao trình độ. Bóng bàn là môn thể thao hấp dẫn giúp rèn luyện kỹ thuật khéo léo, không cần nhiều sức lực, tính đối kháng cao, đem lại một sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những năm gần đây, môn bóng chuyền hơi được chị em phụ nữ xã Xuân Quan, huyện Văn Giang rất yêu thích và ngày càng được phát triển nhân rộng. Toàn xã có 10 thôn thì đến nay có 7 thôn thành lập được đội bóng chuyền hơi nữ và thường xuyên sinh hoạt tập luyện. Mỗi đội bóng trung bình có từ 15 tới 20 thành viên, độ tuổi từ 30 tới 45. Các thành viên thường xuyên tập luyện vào sáng sớm và chiều tối các ngày trong tuần. Ngoài tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, đội bóng chuyền hơi xã Xuân Quan còn thường xuyên tham gia thi đấu các giải do huyện, tỉnh tổ chức và giành nhiều giải cao. Gần đây nhất, tháng 11 vừa qua, câu lạc bộ đã giành huy chương vàng giải bóng chuyền hơi nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong tập luyện và thi đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên vẫn có một năm thành công với những thành tích đáng khích lệ. Trong năm 2020, các đội tuyển thể thao tham gia thi đấu tại 42 giải cấp quốc gia, từ giải trẻ đến giải vô địch. Các vận động viên giành được 139 huy chương, trong đó có 24 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 82 huy chương đồng. Số lượng huy chương vàng và huy chương giành được ở những giải vô địch quốc gia cao hơn năm 2019. Những môn như võ ủ su, boxing, taekwondo, võ cổ truyền là những môn thế mạnh giành được nhiều huy chương vàng. Một số vận động viên có thành tích nổi bật là Đào Thị Huệ, môn boxing, Nguyễn Thị Phương Lan, môn ủ su, vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt, môn võ cổ truyền. Em cũng đạt được 2 huy chương vàng ở hạng cân 60. Thì đây là huy chương vàng mà em cảm giác trong năm nay là em đạt thành công nhất trong tất cả các giải từ trước giờ em thi đấu ạ. Trong giải vừa qua thì em chuẩn bị cho mình tâm lý thoải mái nhất để lên đài có thể chiến đấu hết mình để giành chiến thắng cũng như vinh quang cho bản thân, cho đội tuyển và cho tỉnh mình ạ. Đội tuyển bóng đá nhi đồng Hưng Yên xuất sắc lọt vào bán kết và giành giải 3 tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2020. Câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến nằm trong top đầu tại giải nhất quốc gia. Các vận động viên, huấn luyện viên của các đội tuyển đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nỗ lực tập luyện và tập trung cao độ khi bước vào thi đấu tại các giải quốc gia. Bên cạnh đó là sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm vào những môn thể thao thế mạnh và những vận động viên có khả năng giành được huy chương của ngành thể thao. Cô và trò đã có cái những buổi tập cố gắng là tập vào tối và buổi sáng sớm để khắc phục làm sao trong cái thời gian mình nghỉ dịch bệnh và do thiên tai bão lũ thì vẫn đảm bảo được cái thể lực và duy trì được tất cả mọi thái để đảm bảo làm sao là thành tích tốt nhất. Năm 2021, trên cơ sở những thành tích đã đạt được và lực lượng vận động viên, huấn luyện viên hiện có, thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên đang hướng tới những mục tiêu mới. Năm 2021 là cái năm tiền đề cho Đại hội thể thao toàn quốc, cho các đội tuyển tập huấn tại các trung tâm mạnh của quốc gia và đầu tư cao một số vận động viên triển vọng để cho Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022.
Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 100% dây chuyền công nghệ đồng bộ từ châu Âu. Ống nhựa Straumann, chuyên gia ống trong tường.